Kiều Hương xin chào các bạn. Hôm nay cùng tiếp tục làm tài xế taxi đi đón khách nhé. Đây rồi, chúng ta nhận được cuốc đầu tiên. Một khách nữ các bạn ạ. Mời quý khách lên xe. Hi, how are you? This city is so pretty. Sự hài lòng của quý khách là động lực để Kiều Hương tiếp tục làm việc. Is it usually this crowded? Đến nơi rồi. Xin mời quý khách xuống xe. Tiếp tục đi đón khách thôi. Taxi. I like your car. Much longer. Do you know any shortcuts?
driver. Smell in your car. Trời mưa mất rồi. I need a taxi. I hope you're a safe driver. Are we there yet?
longer.